Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về router trong Laravel. Các bạn quay lại cái bài học cũ đúng không nhỉ? Bây giờ giả sử như này, giả sử như tôi muốn truyền tham số trong router thì tôi làm như thế nào, đúng không nhỉ? Truyền số. Bây giờ tôi tiếp tục có một cái ví dụ nữa, tôi tạm thời là xóa những cái mà không cần làm ở phần trước đi. Tôi sẽ tạo một cái router. Có phương thức truyền dữ liệu là S đúng không? Trong này tôi chuyển cái sẽ lên vào đây function, tôi thực hiện hành động là echo ra hoặc tên của tôi là Bùi Văn Hữu chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì tất nhiên rồi, các bạn học ở bài ngày hôm trước khi mà ta chạy cái gì nhỉ, tôi là lên vào đây đó, thì các bạn thấy là tôi sẽ lấy được cái giá trị là Bùi Văn Hữu ở trong cái function này, có nghĩa là khi tôi nhập sẽ chuyển với cái đơn dẫn là name lên thanh địa chỉ thì tôi sẽ thực hiện hành động, và cái hành động của tôi là echo ra Bùi Văn Hữu, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là truyền tham số trong router. Vậy là truyền tham số trong router như nào? Ví dụ bây giờ tôi muốn truyền cái tham số là tên của tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ echo ra tên của tôi, và khi tôi truyền tham số là tên của các bạn thì tôi sẽ echo ra là tên của các bạn chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ truyền vào đây một cái biến là biến lên, truyền một cái biến lên vào đây, và trong này chúng ta sẽ có một cái biến là biến lên. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ echo ra cái biến name này. Đấy, bây giờ tôi sẽ chạy lại. Có thấy nó báo lỗi, tại vì sao? Tại vì trong cái đường dẫn của chúng ta có truyền vào một cái tham số, đúng không? Mà chúng ta lại gì? Chúng ta mới chỉ chưa có tham số của chúng ta. Bây giờ tôi truyền tham số của tôi là Bùi Văn Hữu. Sau tôi chặn. Đấy, tôi đã cho nhận in ra được một hình cái nội dung là Bùi Văn Hữu, đúng không nhỉ? Đấy chính là truyền tham số xong router. Đơn giản như vậy thôi. Và nếu các bạn muốn truyền nhiều tham số thì các bạn làm sao nhỉ? Các bạn truyền một cái nữa và các bạn thêm một cái dấu bằng nhọn này, ví dụ như là tuổi chẳng hạn, đúng không nhỉ? Thì chỗ này tôi sẽ truyền vào cái biến là biến tuổi. Đấy, tuổi. Ở đây tôi sẽ echo ra gì? Echo ra giả sử như là cái chuỗi là tên của tôi là chấm, đúng không? Nối với cái biến lên. Đấy. Và nối với cái chuỗi BR để cho xuống dòng. Sau echo tuổi của tôi chẳng hạn, đúng không? Đấy. Chúng ta nên cách ra như này nhé. Biến tuổi cũng nhỉ. Sau đó kết thúc chẳng phải, đúng không? Bây giờ tôi sẽ chạy. Tất nhiên là nó có lỗi, tại vì chúng ta mới chỉ truyền một tham số. Đấy, truyền một tham số, đúng không? Bây giờ tôi truyền tên của tôi là Bùi Văn Hữu, đúng không? Tuổi của tôi là 26 chẳng hạn. Đó, có thể là chúng ta đã in ra được hình là tên của tôi là Bùi Văn Hữu, tuổi của tôi là 26, đúng không? Tiếp tục tôi sẽ dẫn các bạn là thiết lập cái điều kiện cho cái tham số, đúng nhỉ? Ví dụ như là cái tham số này lên của tôi thì nó thường là gì nhỉ? Chỉ là các cái chữ cái, chữ số thôi, nó không thể là một ký tự đặc biệt được, đúng không? Và tuổi của tôi thì nó chỉ là các cái con số thôi, nó không thể là chữ cái được. Ví dụ như này, nếu mà tôi truyền cho 26 này một cái chuỗi như này thì tuổi như này thì nó không ổn chút nào, đúng không nhỉ? Đấy, vì vậy là nếu mà các bạn muốn đặt điều kiện cho các cái tham số truyền vào ấy thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn sẽ cho tới quen. Và đây là một cái mảng, đúng không? Đầu tiên là lên. Đấy, lên của tôi thì nó sẽ là các cái gì nhỉ? Các cái một cái biểu tượng chính quy thôi, A tới Z này, từ A lớn tới Z lớn này, cho phép dấu cách này, chuyển S là đại diện cho dấu cách, đúng không nhỉ? Tôi chỉ cần như vậy thôi chẳng hạn, đúng không? Và cái tham số thứ hai của tôi là tuổi chẳng hạn, đúng không? Tuổi của tôi thì tôi chỉ muốn là gì nhỉ? Các cái số từ 0 tới 9 này, đúng không? Và thêm dấu cộng ở đây, chỗ này chúng ta thêm dấu cộng đây cũng là được phép là bị mã nhiều lần, đúng không? Đấy, bây giờ tôi sẽ chạy. Đó, nó báo lỗi luôn. Tại sao? Tại tuổi chúng ta nó không đúng định dạng. Tôi chuyển về anh em. Đó, nhận luôn, đúng không nhỉ? Ví dụ như hữu của tôi cho một con số ở đây, 4 ở đây là. Đó, nó báo lỗi ngay. Tại sao nó xuất hiện con số ở đây, đúng không? Đó. Enter lại được như cũ, đúng không? Đó. Thì đây chính là cách các bạn thiết lập cái điều kiện cho các cái tham số truyền vào. Ở đây thì các bạn cần phải biết thêm một kiến thức nữa, đó chính là cái biểu thức chính quy. Ở đây tôi các chuỗi như này tôi đã sử dụng biểu thức chính quy, đúng không? Biểu thức chính quy. Nếu mà bạn chưa biết về chính quy, các bạn có thể lên mạng search, các bạn tìm hiểu về chính quy. Cái kiến thức này nó cũng khá là dễ thôi. Các bạn mình nghĩ là nếu mà các bạn học tới Laravel này, các bạn hoàn toàn có thể học được, tìm hiểu được cái biểu thức chính quy này, đúng không?
Tiếp theo chúng ta tìm hiểu một cái thứ nữa trong router, đó chính là nhóm router. Ví dụ như này, tôi có một cái router như này. Đấy. Tôi sẽ nhóm các router lại với nhau, đúng không? Nhóm router lại với nhau. Ví dụ như là tôi có là tôi có cái nhóm là ví dụ như là khóa học chẳng hạn, đúng không? Nhóm khóa học. Hoặc ở trong này tôi có một cái function. Không nhỉ? Tôi có một router tiếp. Ví dụ là tôi có phương thức khác, router là ví dụ như là khóa học là Laravel chẳng hạn, đúng nhỉ? Function return ra Laravel, đúng không? Đấy. Và tiếp tục tôi có một khóa học nữa, router. Là gì nhỉ? Get. PHP cơ bản chẳng hạn, đúng không? Tôi có một function tiếp. Đấy, tôi return ra PHP cơ bản chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì bây giờ giả sử như là tôi muốn chạy được cái gì nhỉ? Tôi muốn chạy được cái router Laravel này thì tôi sẽ hướng dẫn tôi như nào. Để tôi lại xong sẽ là khóa học, đúng nhỉ? Sau đó tới Laravel. Báo lỗi. Group chúng ta truyền vào ở đây nó sẽ phải là một cái mảng nhé. Xin lỗi. Đây sẽ là một cái mảng. Chúng ta có prefix sẽ cho tới là khóa học. Nhầm, đúng không nhỉ? Bây giờ tôi sẽ chạy lại. Đó, tôi đã nhận được khóa Laravel, đúng không? Bây giờ tôi là PHP cơ bản, đúng không? Đấy, tôi đã nhận được khóa học PHP cơ bản. Đấy. Cái đấy là nhóm router. Đây chính là nhóm router trong Laravel. Thì cái video của tôi đến đây cũng là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Tuyệt Vời Pro. Xin chào.